Vợ Đức Tiến có hành động lạ trong ô tô khi tiễn chồng lần sau cuối, một trong những hình ảnh gây nhói tim vẫn là bà xã của anh. Với vẻ mặt tiều tụy nén đau thương Bình Phương phải cố gắng lo tăng lễ chồng, cô còn phải chăm sóc bé mèo đang tuổi ăn tuổi lớn. Sau hai ngày tổ chức tang lễ, Bình Phương cùng bạn bè thân thiết đã tiễn đưa linh cữu Đức Tiến về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Westminster Memorial Park ở Mỹ. Trong tang lễ của Đức Tiến nhiều người thân và bạn bè đã không cầm được nước mắt khi được đến nhìn mặt anh lần cuối. Đau xót nhất vẫn là bà xã Cố Siêu Mẫu Đức Tiến với dáng vẻ tiều tụy vì cô đã khóc suốt 12 tiếng đồng hồ trong tang lễ. Khi linh cữu của chồng được đưa ra xe di chuyển đến nghĩa trang An Táng, nước mắt Bình Phương vẫn không ngừng rơi. Bên cạnh đó, con gái Đức Tiến vì chỉ mới 4 tuổi bé chưa hiểu chuyện cứ vô tư chạy rỡn, khiến mọi người có mặt trong tang lễ càng thêm đau lòng. Thế nhưng, lại xuất hiện nhiều bình luận không hay về bà xã Đức Tiến và con gái. Được biết, có những bình luận ác ý đã chỉ trích con gái cố diễn viên ngay lập tức danh ca Hương Lan và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung phải lên tiếng vì quá bức xúc. Mặc cho miệng đời dèm pha, Bình Phương vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trong suốt thời gian tang lễ được diễn ra. Đến khi vào ngồi yên vị trong ô tô để đưa linh cữu của chồng ra Nghĩa Trang thì lúc này cô mới òa khóc khi chỉ ngồi một mình ở hàng ghế sau. Khi xem hình ảnh này ai nấy cũng mũi lòng đau xót. Khi vẩy nước thánh lên quan tài trước khi chôn cất, Bình Phương vẫn không kiềm được nước mắt. Vì Bình Phương biết rằng có lẽ từ thời khắc này cô chỉ được gặp Đức Tiến trong giấc mơ mà thôi. Bình Phương có động thái gây bất ngờ sau khi Đức Tiến qua đời, sau khi ông xã rời xa cõi tạm Bình Phương vội vàng trích xuất camera khắp nhà. Được biết cô đã nén đau buồn để dành thời gian cho việc trích xuất toàn bộ camera trong nhà và những hình ảnh lúc sinh thời của chồng. Vì cô muốn lưu giữ lại những ký ức về người chồng mà mình luôn yêu mến và cho con gái xem lại khi con lớn lên. Vợ cô diễn viên tâm sự, tôi muốn lưu giữ tất cả khoảnh khắc thuộc về anh Đức Tiến. Khi chồng mất, ngày hôm sau, tôi lật đật tải toàn bộ hình ảnh lưu trữ trong camera đặt ở nhà vì sợ mất đi những gì gọi là kỷ niệm thuộc về bạn đời, kể cả những lúc anh bước ra vào cửa. Mỗi lần nhớ anh tiến, tôi không phải mò mẫn trong ký ức nữa. Sau này, bé mèo lớn lên, tôi sẽ mở cho con xem những hình ảnh về bố trong căn nhà mà chúng tôi vun vén hạnh phúc từng ngày. Sau gần 15 năm chung sống Bình Phương cũng cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm từ ông xã. Cô hồi tưởng lại, Đức Tiến thường tặng quà sinh nhật cho vợ khi là một chậu hoa lan lớn vì anh biết vợ mình rất thích hoa lan. Những khi không có sâu, anh sẽ ở nhà đi chợ mua những món mà bà xã thích ăn. Tình yêu của anh đối với vợ thông qua những điều nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt thường nhật, nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy đã khiến Hoa hậu Bình Phương không khỏi xúc động và yêu ông xã nhiều hơn. Bình Phương nhớ lại khoảnh khắc chồng rời nhà để đi sinh nhật bạn, anh vào phòng hôn chào vợ và con gái. Anh hứa sẽ về nhà sớm vì sáng mai sẽ đưa bé mèo đi sỏ khuyên tai. Nếu như lúc đó tôi nói anh ở nhà nghỉ ngơi, có lẽ anh ấy sẽ không ra đi đột ngột như vậy, giấu nổi buồn vào lòng, Bình Phương cố gắng tổ chức tang lễ cho chồng theo tâm nguyện của anh. Cô mặc áo dài đen, đội khăn trắng trong lễ tang khiến ai nấy cũng chạy lòng, vẻ ngoài trông tiểu tụy không son phấn, không giấu được nỗi u buồn hiện rõ trên gương mặt. Cả hai kết hôn vào năm 2010, cặp đôi sinh con gái đầu lòng vào năm 2020. Để vợ con có được cuộc sống tốt hơn, cô diễn viên phải chăm chỉ làm việc, anh nhận nhiều việc cùng một lúc. Ngoài thời gian dành cho công việc, anh còn là người chồng luôn yêu thương chăm sóc vợ con khi ở nhà. Mẹ ruột Đức Tiến bức xúc con tôi ở Mỹ làm shipper không sướng như tin đồn. Trong căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ luôn bị ngập nước sau những cơn mưa nặng hạt tọa lạc tại thành phố Thủ Đức. Mẹ ruột Đức Tiến trong ngóng đến giờ gọi điện cho con dâu đang sống tại Mỹ để bàn chuyện tổ chức lễ tang cho Đức Tiến. Khi sinh thời, con tôi lúc nào cũng thích về Việt Nam. Khi con ra đi, nhiều người khuyên tôi bàn với vợ Tiến xem có thể đưa về nước chôn cất cho con an nghỉ tại quê nhà hay không. Tôi đang chờ đến giờ để gọi cho con dâu. Tôi biết vợ con tiến sẽ không muốn như vậy, nhưng làm mẹ, tôi vẫn phải hỏi. Thà rằng hỏi để biết được nguyện vọng của vợ con tiến ra sao, còn hơn là mình không nói ra điều đó. Trong đêm đầu lễ viếng diễn viên Đức Tiến, mẹ ruột cùng chị gái của cố siêu mẫu lặng lẽ tiếp chuyện khi hàng xóm tới thăm hỏi. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt Tin Nóng được biết nhé. Bây giờ là mình chụp một tấm hình cuối cùng cho tất cả mọi người nha, ô, à, tấm hình cuối cùng trong tiệc ngày nay. À tấm hình đông đủ nhất. Đây có phải điểm báo cố nghệ sĩ Đức Tiến sắp rời xa cõi tạm? Trong một dịp đi chơi cùng nhóm bạn thân, siêu mẫu Đức Tiến lỡ miệng nói, "Bây giờ mình chụp tấm hình cuối cùng cho tất cả mọi người nha." Thế nhưng có một chị bạn nhắc nhở phía sau máy quay, ngay lập tức nam siêu mẫu liền nói lại là, "Bức hình cuối cùng trong ngày hôm nay, một tấm hình đông đủ nhất." Sau câu nói hớ ấy, anh liền nở một nụ cười hiền từ vô tư không suy nghĩ. Cho đến khi thông tin Đức Tiến qua đời, mọi người đều cho rằng đây có thể là một điểm báo một số tài khoản cho rằng chúng ta không nên nói những điều không được hay như thế, bởi vì không biết trước được điều gì sắp xảy ra với chúng ta. Có một số ý kiến cho rằng những câu nói bộc phát như thế thường sẽ mang theo một điểm báo. Dù thế nào đi chăng nữa, cố siêu mẫu đã ra đi một cách thanh thản bên cạnh bạn bè. Nhờ cách sống chân thật gần gũi đức tiến may mắn được những người bạn tốt giúp cho tang lễ của anh diễn ra theo đúng tâm nguyện của anh và chỉnh chu nhất. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận cho kênh Việt tin nóng được biết nhé. xót xa cảnh con gái cố diễn viên Đức Tiến cười tươi vẩy tay chào tiễn biệt ba, gửi nụ hôn cuối đến người cha yêu dấu. Bình Phương đau xót thần thờ thay mặt gia đình mình và má chồng, cô gửi lời cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp đã cùng nhau lo tang lễ của chồng một cách chỉnh chu nhất. Phương xin đại diện cho gia đình và má của anh Tiến và bên gia đình của Phương xin gửi đôi lời tới mọi người. Xin được cảm ơn những đóng góp của quý anh chị để anh Tiến có được một tang lễ trân trọng và âm cúng. Xin cảm ơn những đóng góp cho bé mẹ, luôn cả những lời động viên em, má và con. Tất cả những tình yêu thương đó con xin ghi khắc trong tim. Xin nhận nơi gia đình con lời cảm ơn, tạ lòng biết ơn sâu sắc. Xót xa cảnh bình phương đứng ôm di ảnh Đức Tiến, dù biết đây là lần cuối cùng được nhìn mặt ông xã. Cô cố nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh hướng dẫn con gái làm dấu thanh giá để tiễn biệt đấng sinh thành. Linh cử đã được đưa gần tới bộ phận của xe Hoàng Đức Tiến, người vợ trẻ của Đức Tiến tay đang cầm di ảnh của anh đang rất cần những sự quan tâm những sự yêu mến của mọi người biết rằng mẹ Đức Tiến vẫn còn ở Việt Nam nhưng mọi người đều tin rằng bà sẽ sang Mỹ trong thất 49 ngày tới con gái của anh Madison Hoàng chỉ mới 4 tuổi còn quá nhỏ để mà biết có sinh thời Đức Tiến chắc chắn có rất là nhiều, những khán giả những giường bạn bè ở trong mọi nơi và ngày hôm nay chuyển đưa anh đến với anh nhị cuối cùng là những người cần gũi nhất những người tức không nhớ về anh và đối với những người đang ở xa không thể về được anh cũng vẫn đang cầu. xót xa cảnh con gái cố diễn viên Đức Tiến cười tươi vẩy tay chào tiễn biệt ba gửi nụ hôn cuối đến người cha yêu dấu Bình Phương đau xót thần thờ thay mặt gia đình mình và má chồng Cô gửi lời cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp đã cùng nhau lo tang lễ của chồng một cách chỉnh chu nhất. Phương xin đại diện cho gia đình và má của anh Tiến và bên gia đình của Phương xin gửi đôi lời tới mọi người. Xin được cảm ơn những đóng góp của quý anh chị để anh Tiến có được một tang lễ trân trọng và âm cúng. Xin cảm ơn những đóng góp cho bé mẹ, luôn cả những lời động viên em, má và con. Tất cả những tình yêu thương đó con xin ghi khắc trong tim. Xin nhận nơi gia đình con lời cảm ơn, tạ lòng biết ơn sâu sắc.